Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ tiếp tục series khám phá những khẩu súng GP hay, độc và dị. Nhắc đến đây thôi, nhiều bạn luôn luôn có một cái quan điểm ấy, đó là tiền ít, đừng có mà hít hàng thơm. Nhưng mà không nhá, khẩu này hoàn toàn khác. Tâm thì nó ổn định vô cùng luôn, không còn cái chuyện lưng cơ đít, hít cơ mông, vận nội công để ghìm tâm súng nữa. Các bạn cứ thoải mái mà dã đi, không phải xoắn đâu. Với cái lượng đạn mình kích lên thì nó hơi hầm hố và hổ báo một chút. Có 800 viên đi mà, thì ngại ngùng cái gì nữa. Bao nhiêu zoom cũng ra tất đây. Thỉnh thoảng anh Tư để cho ít mắm tôm vào mồm. Thịt chó phải có mắm tôm, ăn gì bổ lấy cái mồm sướng lây. Là lại phun đạn ngay. Hôm nay không ra, rồi xong bạn chết ở trong đấy luôn đi. Không chịu cảnh giác gì hết. Ok, nhấp nháy nữa này. What the fuck. Trời ơi, sợ hết zoom, tôi đã cố bắn để cho con đấy được đầu thai rồi. Thế mà cái thằng búa kia đập cho cái bốt một cái, bạn ấy cứ lăn đùng ra chả biết cái gì cả. Nhấp nháy nào. À, cho ăn à. Mày chơi không? Mày chơi không nhớ kìa. Anh em thấy cái tay nó chưa? Bố thì sư với cả khốn nạn. Nó ăn cái gì mà nó khôn thế cơ chứ. Nhưng mà xin lỗi bạn nha, mình bị khôn hơn cơ. Cầm theo cái răng gồ Clay này thì mình khá là tự tin tỏa sáng, tự tin khoe cá tính. Thì ta 2.0 này xuống đây không? Ô, tập bung à? Bây giờ là cái thời đại bao nhiêu rồi mà lại còn tập bung? Còn cái thằng này nữa, bọn này giờ có những cái hành động nó rất là hạch lão nhá. Và nhớ thôi. Nó không biết mình kìa. Cái định mệnh bây giờ có như người dưng nước lã vậy. Đây rồi, nghe tiếng bước chân rồi. À chạy à, ôi trời, thôi. Mày đi đâu có sâu này. Nhớ kìa, nó đang khiêu khích mình đấy. Nó định thoá mạ khả năng cận chiến của mình đấy. Con khốn lạ, mặt lờ. Ra đây ăn cái đàn tuyệt chớp đã. Tôi phán đi mà lạ rồi không chơi đâu nhá. Bây giờ thì có zoom lon thôi. Zoom có chữa, zoom tiến hóa thì mình không chơi nhá, đi tù chết. Mày vào đây, ủa nó chém kìa. Cắt cứ ngọt sớt đi. Nữa kìa. Rồi em lại xin các bác luôn. Còn có ba con zoom nữa thôi. Mình nhường bạn Tơ cho thằng Hero. Tuổi nhỏ nào việc nhỏ. Cái định mệnh đưa cái thằng này người làm chó ăn à mày. Eo ơi, thế mà nó nhảy xuống nó cài hết hàng rồi mình thì cũng chịu thôi, tao lại mày. Tiếp tục clip thôi, do hoàn cảnh éo le, dòng đời nó xô đẩy. Chúng ta lại về với V4 thường thân thương, về với anh Tơ bắn điện đầy trìu mến. Chứ bên kia, thằng Tơ nó cầm cái song kiếm nó chém thấy mẹ luôn các bạn ạ, đau lắm cơ. Còn đây có chức năng zoom tâm scope nữa, nhưng mà mình không đánh giá cao. Bởi vì chơi zoom mà các bạn chậm một giây thôi là đi luôn cả cuộc đời. Bật cái này lên khó quan sát lắm. Mày đang khói kinh ý nhỉ? Đáp đúng như kiểu ngũ hành tương sinh tương khắc luôn này. Chả nhìn cái gì. Định mệnh chỗ nào không có. À mày thích chơi à, thế là xong rồi đấy. Với đôi bàn tay 5 ngón không tấc sắt cái kia mà mày thích bú đản à. Chơi không. Ấy giời ơi chạy à. Chạy hộ cái bạn ơi. Đứng lại một nhịp xem nào. Chưa kịp nhận ra cái gì mà đã cả tay sướng rồi. Ôi thôi. Một pha bom rái đồng đội cực kỳ thốn tới từ phốc. Thằng Tơ nó nhấp nháy ngon như thế. Sốt một cái 2000 máu tiến hóa. Lạ không cơ chứ. Ba hero liền cơ. Bây giờ anh em phải chia đều sát thương rồi nhá. Cho mày có bom này vỡ mồm cả lũ. Á đô. Đau em chị ơi. Định mày con đi tá nhá. Mày là ai? Tao không biết, mày đi ra đi. Ăn cái giáp của tao thì trả lại cục vàng nhanh lên. May túi bà gang mang đi mà đựng. Mày chơi không? Chết chưa? Chết chưa? Xiên lại cả silicon ra rồi. Nó chơi nhốt trẻ em à. Ui giời ơi, kia xưa thằng nào nó xăm cái hình xăm ở trong cái lỗ. Cái bọn này chắc tưởng bở lắm đây này. Double kill này, mình ngửi thấy mùi double kill anh em ơi. Chơi không? Các bạn ơi, còn có 40 mấy giây nữa thôi, cứ xóa đi. Còn có 2 con zoom đây này. Một đứa, thằng nữa đâu, nhanh lên. Ôi ôi ôi, thôi ôi. Cả liên tim, trời ơi. Nó sang. Các bạn phải chọn đúng người và đặc biệt đúng cả thời điểm nữa. Bây giờ chém zoom như thế này, có phải là anh em trong phòng mười mấy, 20 mấy con mắt nó nhìn mình không? Với một cái thái độ đầy ngưỡng mộ. Mình sẽ đánh F12 kia. Thôi nha, hy vọng đây là một câu chat bân cua thôi. Tôi sẽ không bật ESC lên một phát nào cả. Bởi vì bây giờ cái tâm trí của mình nó chỉ cần bị lung lay thôi là bắn trận sau như cứt ngay. Bắn zoom tâm giọt đam được phết đấy nhỉ. Không phải dạng vừa đâu. À, mày vẫn sang vào đây à? Ôi giờ với cá nó dã thơ kìa. Anh tia chớp mặc dù là lượng máu rất là trâu, nhưng mà anh không thể nào đánh đu với cuộc đời được. Trâu bắn lâu cũng chết thôi. Đâu hết rồi?
Ồ, định mày không giết là thằng tiên trước kia nó hồi phun máu lên là nó lại đi hiếp người đấy. Anh nhớ mình à? Những cái hành động này nó quen lắm thế này. Bây giờ đứng im cho mình ăn, đợi mình tiếp cận cơ. Nó vả cho một phát thì đi luôn cả giáp lẫn hàng tiền đạo. Định mệnh cái thằng Tư nó khốn nạn không kìa. Tư ơi, mày mạnh mẽ để hộ tao cái xem nào. Chui lỗ à, mang tiếng rồng chúa ra mà thi đấu như bìu vậy. Ha ha, bị nhốt lè. Trời ơi. Ôi giời ơi, anh nghe nào rôm chúa mà tâm hồn anh cứ như là cái thằng trẻ con như thế này thì đánh đấm làm cái gì anh rôm ơi. Anh cứ biết anh tu mấy đời mới được làm rôm của anh ơi. Mình là đẳng cấp tiến hóa rồi. Mình bị thi đấu làm sao cho anh em nó lẻ chứ. À đây, đây nó lại lên chỗ mình kìa. Ôi giờ lại đứng inbox kêu. Quá lộ liễu. Thái quốc đạt, định mệnh nhỉ bạn. Chiều nay anh em đón clip nhé. Ô, kênh rùa ngáo lúc 7:30. Ô, cái gì vậy? Úi rồi, thôi. Úi trời ơi. Nào, mày chơi. Trời ơi, mẹ solo 1-1 như thế rồi. Thằng kia nó sàm lờ là biết có thằng rùa nào ở trong đấy. Nó định bố láo đấy. Mình chém pha đây đẹp như thế rồi mà nó lại không vào. Bây giờ chết luôn cả lũ kìa. Ăn bom này, con nào chạy ra đây không? Mặc dù nhìn thấy có bom, anh kia trước vẫn lao lên. Bọn này nó trâu máu lắm mấy này. Bây giờ nó lắm trong tay còn tầm 5.000 máu là ít. Đánh tiết canh cho cả họ nhà mà ăn cũng không hết cơ. Nên là thôi chúng ta phải lùi bước về sau. Phải bị lừa kìa. Zoom lon. Định mệnh. Còn có mấy giây nữa thôi nó nhìn mình. Nước dãi nó cứ chảy ròng ròng ấy. Đến khổ. Bọn này giờ nó cứ chơi kiểu nhốt nhốt nhau là cái gì không biết. Chém nhau thấy mẹ đi cho nó sướng. Chứ mà kích bị tắt rồi. Ui giời ơi, may quá, vẫn hiệp này anh em nhá. Mình đang tay máy tắt xử cái phần mềm quay đi anh em ơi. Hồn có chó sồm, kiếm mãi mới được cái phòng nó ngon. Ý, chạy đi đâu. Ui giời ơi, đầu trận là cứ phải giết luôn. Chắc gì đã sống tới mai mà để củ khoai tới sáng. Không nên để dành anh em ơi. Ok, thằng kia nó múa ba lát à. Lé zoom kinh đấy, tôi kệ bạn ấy. Và cứ tự xử chúng nó đi, bây giờ mình có việc riêng của mình rồi. Mấy bạn tiên chớp này này. Mục tiêu đích thực của đời tôi đấy. Lý trí sống của em đấy. Chị bàn thờ đông thế. Không có con y tá nào chơi à? Toàn thấy tia chớp với cả là bóng tối thôi. Bây giờ trần một con chân dài thôi, nó nhảy lên một phát là chết cả lũ. Còn pilo fake. Định mệnh cái thằng nó đặt cái tên ông kiên fake cũng sai cơ. Ui. Ui vẫn chết cơ. Ôi trời ơi thôi. Mày ơi, tao nói cho mày biết nha, cái lúc đấy là tao chém yểm trợ mày. Thế tại sao mày biến zoom một phát này vả tao luôn? Là thật đi, anh em ra trận chả nhận người thân cái gì. Ngọc Trinh cứ chạy đi. Gái đẹp là luôn luôn được ưu tiên. Nữa nào. Nhào rồi kìa. Bà Zet. Sao loại KS hàng đúng lúc như thế nhỉ? Bọn này nó slack như thần ấy. Bây giờ em liều thân mình. Cái phận trai trong trắng ngọc ngà này phải xuống để cho zoom nó chém, nó đánh, nó đập. Chỉ cần nó nhấp nháy thôi. Thế mà nó mút cứ chùn chụt đi. Tiên sư chúng mày, tao xin chúng mày đấy. Này được cái thằng Tơ khốn nạn này nữa, cái định mệnh. Chúng mày có ra không nghỉ. Đề nghị anh em là phải thi đấu nó mạnh mẽ lên chứ các bạn đánh như này nó hơi chán chán. Mình ngửi thấy mùi double kill. Ôi ôi, bà còn nhấp nháy, ui giời ơi. Thí sinh tiếp theo nhanh lên. Mày ơi đừng chạy mày ơi, chiếc bồ của tao mày ơi. Thôi bạn ơi, mình biết bạn là người tốt. Nó vẫn chạy này. Rồi mày lao vào thì mày xong rồi. Vẫn 3 kill. Eo ơi cận chiến nha các bạn ơi, combo nè. Hết thời gian rồi. Tùy mất giáp. Nhưng mà tiền vẫn chiến đấu. Tiền chiến đấu như một người. Ơ, cái thằng bóng tối nhấp nháy này lúc nãy nó đứng dưới mà sao một phát lại vọt lên trên rồi vậy. Có chút gì đấy sai sai đúng không? Bối rối từ từ, cái này nó hơi hách não này. Chúng ta phải bình tĩnh lại xử lý thông tin này. Đùa nhau, toàn hách. Thôi kệ đi. Đã chiến đấu đến cái giờ phút này rồi thì kệ đi. Mọi thứ bây giờ nó chỉ là phù du thôi. Thảo trên thùng hàng biến rôm không? Mình ngửi thấy mùi. Úi trời, tôi đoán. Công ty tôi đoán chưa? Mình bảo vào dạ này, bói toán nó thành thần rồi. Đây là giác quan thứ 6 của một thằng con trai còn trinh đấy. Ô, anh Thái Quốc Đạt ơi. Em lại thấy có gì đấy lại không hợp logic này. Anh là Tơ. Và kể cả mẹ anh là bố con cương thi, anh cũng nhảy ra sao lên cái thùng đấy anh Tơ. Mình đã cố quên đi những hình ảnh mình nhìn thấy.
coi nó như người vô hình, như không nhìn thấy nhau, nhưng mà bạn ấy đang bộc lộ hết sức mạnh của mình. Định mệnh nó quá dã man, nó như một cơn lũ vậy, nó quét tan cả phòng chiến binh. Nên là thôi, clip này mình dừng ở đây thôi. Mong các bạn đừng quên để lại một like, một comment phía dưới nhá. Bye bye.